Nhật Bản, xứ sở mặt trời mọc, một nơi giao thoa giữa truyền thống cổ kính và kỳ quan hiện đại. Núi lửa vươn mình từ lòng đất, thành phố rộn ràng năng lượng. Giữa tất cả, tinh thần của con người Nhật Bản vẫn kiên cường. Giá trị của họ được truyền qua nhiều thế hệ, định hình cuộc sống của họ. Những giá trị này mang đến một góc nhìn độc đáo về thế giới. Trong nhiều thế kỷ, Nhật Bản tồn tại trong sự biệt lập tương đối. Điều này cho phép một nền văn hóa riêng biệt phát triển mạnh mẽ. Các loại hình nghệ thuật như thư pháp và trà đạo đã phát triển theo thời gian. Cùng với đó là những triết lý và cách sống. Chúng nhấn mạnh sự tôn trọng, kỷ luật và tầm quan trọng của cộng đồng. Những giá trị này vẫn ăn sâu trong xã hội Nhật Bản ngày nay. Chúng thể hiện rõ ràng trong các tương tác hàng ngày và các truyền thống lâu đời. Sự tôn trọng là nền tảng trong văn hóa Nhật Bản. Nó được dệt nên từ chính cách họ giao tiếp. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em đã được dạy dỗ phải lễ phép với người lớn tuổi và người có địa vị cao hơn. Sự tôn trọng này thể hiện rõ trong ngôn ngữ của họ, cách nói chuyện trang trọng và không trang trọng tồn tại để thừa nhận thứ bậc xã hội. Hành động cúi chào đơn giản mang tính biểu tượng sâu sắc. Nó thể hiện sự khiêm nhường và tôn trọng đối với người khác. Độ sâu và thời lượng của cái cúi chào phụ thuộc vào tình huống và mối quan hệ giữa các cá nhân. Ngay cả trong những tình huống bình thường, sự lịch sự và quan tâm đến người khác cũng được coi trọng. Người Nhật cố gắng tránh gây khó chịu hoặc bất tiện cho những người xung quanh. Làm việc chăm chỉ ăn sâu vào đặc tính của người Nhật, nó được xem như một đức tính, một niềm tự hào và mãn nguyện. Từ sự khéo léo tỉ mỉ của những người thợ thủ công truyền thống, cho đến sự cống hiến của những người làm công ăn lương làm việc nhiều giờ, sự siêng năng định nghĩa cách tiếp cận cuộc sống của họ. Đạo đức làm việc mạnh mẽ này bắt nguồn từ ý thức trách nhiệm sâu sắc. Các cá nhân cảm thấy có trách nhiệm không chỉ với bản thân, mà còn với gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Việc theo đuổi sự xuất sắc là điều tối quan trọng. Cho dù trong công việc chuyên môn hay nỗ lực cá nhân, người Nhật Bản đều cố gắng đạt đến sự hoàn hảo trong mọi việc họ làm. Sự cống hiến này thể hiện rõ ràng qua chất lượng sản phẩm, hiệu quả hệ thống và cam kết chung về sự xuất sắc của họ. Phan Bôn, sự hài hòa theo đuổi sự cân bằng. Sự hài hòa là chủ đề trung tâm trong văn hóa Nhật Bản. Nó không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Nhật. Nó thể hiện mong muốn về sự cân bằng và yên bình trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ cách họ thiết kế nhà cửa, vườn tước, cho đến cách họ tương tác với nhau trong xã hội. Việc theo đuổi sự hài hòa này mở rộng đến các mối quan hệ, cả cá nhân và nghề nghiệp. Trong các cuộc họp kinh doanh, bữa ăn gia đình hay các sự kiện cộng đồng, sự hài hòa luôn được đặt lên hàng đầu. Người Nhật coi trọng sự hợp tác và đoàn kết nhóm. Họ tin rằng làm việc cùng nhau một cách hài hòa sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho tất cả mọi người. Họ cố gắng duy trì ý thức về hòa hay sự hài hòa trong xã hội bằng cách tránh xung đột và ưu tiên lợi ích của tập thể. Điều này được thể hiện qua cách họ giải quyết xung đột, luôn tìm cách để mọi người cùng có lợi. Sự nhấn mạnh vào sự hài hòa này được phản ánh trong gu thẩm mỹ của họ, nghệ thuật truyền thống Nhật Bản như Ikebana, nghệ thuật cầm hoa và gồm sự đều thể hiện sự cân bằng và tinh tế. Từ vẻ đẹp tối giản của kiến trúc truyền thống đến vẻ đẹp thanh bình của một khu vườn Nhật Bản, luôn có một sự tìm kiếm không ngừng về sự cân bằng và yên tĩnh. Những ngôi nhà truyền thống với thiết kế tối giản, những khu vườn với sự sắp xếp tỉ mỉ đều là minh chứng cho điều này. Thiên nhiên đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ. Người Nhật luôn tìm cách kết nối với thiên nhiên, từ những ngọn núi hùng vĩ, những khu rừng xanh mượt đến những bãi biển yên bình. Sự thay đổi của các mùa, vẻ đẹp của hoa anh đào và sự yên bình của một khu vườn thiện là tất cả nguồn cảm hứng và suy ngẫm. Mỗi mùa trong năm đều mang đến một vẻ đẹp riêng, từ mùa xuân với hoa anh đào nở rộ, mùa hè với những lễ hội sôi động, mùa thu với lá đỏ rực rỡ, đến mùa đông với tuyết trắng tinh khôi. Tất cả đều là những khoảnh khắc để người Nhật dừng lại, suy ngẫm và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Phần 5 truyền thống tiếng vọng của những giá trị. Các truyền thống của Nhật Bản thấm nhuần những giá trị cơ bản này. Trà đạo, với những động tác chính xác và sự chú trọng vào chánh niệm, là hiện thân của sự tôn trọng, kỷ luật và theo đuổi sự hài hòa. Các lễ hội như Hanami, lễ hội hoa anh đào, gắn kết mọi người trong tinh thần vui vẻ và trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên. Ngay cả ở Nhật Bản hiện đại, những truyền thống này vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Chúng mang đến ý thức về sự tiếp nối với quá khứ và là khuôn khổ để hiểu hiện tại. Bằng cách gìn giữ những phong tục này, người dân Nhật Bản giữ cho các giá trị của họ tồn tại và truyền lại cho thế hệ mai sau.
Mọi thế hệ đều học hỏi từ quá khứ, thích nghi với hiện tại, đồng thời tôn vinh di sản của họ. Phần 6. Bài học từ Hoa Anh Đào. Hoa Anh Đào, hay Sakura, giữ một vị trí đặc biệt trong văn hóa Nhật Bản. Những bông hoa này không chỉ là biểu tượng của mùa xuân, mà còn là biểu tượng của sự tái sinh và hy vọng. Mỗi năm, khi hoa anh đào nở rộ, người dân Nhật Bản lại tụ họp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng, một truyền thống được gọi là Hanami. Vẻ đẹp phù du của nó, nở rộ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng rực rỡ, là lời nhắc nhở về bản chất phù du của chính cuộc sống. Hoa anh đào chỉ nở trong vài tuần, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng mang lại niềm vui và sự ngưỡng mộ cho hàng triệu người. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống cũng ngắn ngủi và chúng ta nên trân trọng từng khoảnh khắc. Sự trân trọng đối với bản chất phù du của vẻ đẹp này dạy cho chúng ta một bài học quý giá. Nó khuyến khích chúng ta sống trong hiện tại, không bị cuốn vào những lo lắng về tương lai hay những hối tiếc về quá khứ. Bằng cách tập trung vào hiện tại, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị và bình dị. Nó khuyến khích mọi người trân trọng khoảnh khắc hiện tại và tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị. Những khoảnh khắc như ngồi dưới tán cây hoa anh đào, thưởng thức một bữa ăn cùng bạn bè và gia đình, hay đơn giản là ngắm nhìn những cánh hoa rơi, đều là những trải nghiệm quý giá. Những giá trị mà người dân Nhật Bản thể hiện mang đến một góc nhìn độc đáo về cách sống một cuộc sống ý nghĩa. Họ coi trọng sự tôn trọng, siêng năng và hài hòa trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Những hoạt động truyền thống như trà đạo, cầm hoa Ikebana và thư pháp không chỉ là nghệ thuật, mà còn là cách để tìm thấy sự bình yên và cân bằng. Sự coi trọng của họ đối với sự tôn trọng, siêng năng, hài hòa và đánh giá cao cái đẹp là kim chỉ nam cho việc điều hướng sự phức tạp của thế giới hiện đại. Trong một thế giới ngày càng bận rộn và căng thẳng, những giá trị này giúp chúng ta tìm thấy sự cân bằng và ý nghĩa. Bằng cách nắm lấy những giá trị này, chúng ta có thể trau dồi ý thức mạnh mẽ hơn về mục đích, kết nối và sự viên mãn trong cuộc sống của chính mình. Chúng ta học được rằng sự đơn giản và sự trân trọng những điều nhỏ bé có thể mang lại hạnh phúc và sự hài lòng. Hãy để hoa anh đào nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp của cuộc sống và cách chúng ta có thể sống một cách ý nghĩa hơn. Phần 7 bục tranh gồm những phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Người dân Nhật Bản mang đến một bức tranh độc đáo về những phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Những phẩm chất này không chỉ là những từ ngữ đẹp đẽ mà còn là những giá trị sống động hiện diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày. Giá trị của họ không chỉ đơn thuần là những khái niệm trừu tượng mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ. Từ những bữa ăn gia đình ấm cúng đến những buổi lễ truyền thống, mọi thứ đều phản ánh sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với cuộc sống. Sự tôn trọng hướng dẫn các tương tác của họ. Mỗi cái cúi chào, mỗi lời nói đều chứa đựng sự kính trọng và lòng biết ơn. Điều này không chỉ là một nghi thức mà còn là một phần của văn hóa, một cách để thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Sự siêng năng thúc đẩy những nỗ lực của họ. Từ những công việc hàng ngày đến việc học tập, người Nhật luôn đặt sự chăm chỉ và kiên trì lên hàng đầu. Họ tin rằng chỉ có qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ, con người mới có thể đạt được những thành tựu lớn lao. Sự hài hòa định hình thế giới quan của họ. Trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ công việc đến giải trí, người Nhật luôn tìm kiếm sự cân bằng và hài hòa. Điều này không chỉ giúp họ duy trì sức khỏe tinh thần mà còn tạo ra một môi trường sống yên bình và hạnh phúc. Và xuyên suốt tất cả, một sự đánh giá sâu sắc về cái đẹp và truyền thống tỏa sáng. Từ những lễ hội truyền thống đến nghệ thuật thư pháp, người Nhật luôn biết cách tôn vinh và bảo tồn những giá trị văn hóa của mình. Trong một thế giới thường được đặc trưng bởi chủ nghĩa cá nhân và cạnh tranh, sự coi trọng của người Nhật đối với cộng đồng, sự tôn trọng và hài hòa mang đến một sự thay thế mới mẻ. Họ tin rằng sự đoàn kết và hợp tác là chìa khóa để xây dựng một xã hội vững mạnh và hạnh phúc. Bằng cách học hỏi từ tấm gương của họ, tất cả chúng ta có thể cố gắng tạo ra một thế giới hài hòa và viên mãn hơn cho bản thân và các thế hệ mai sau. Những giá trị này không chỉ giúp chúng ta sống tốt hơn, mà còn giúp chúng ta xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho con cháu. Tinh thần của Nhật Bản, giống như vẻ đẹp bền bỉ của hoa anh đào, tiếp tục truyền cảm hứng và quyến rũ thế giới. Những giá trị và phẩm chất này không chỉ là di sản của người Nhật mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho tất cả chúng ta.